Tuyên bố được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao Mỹ xác nhận Washington sẽ tạm ngừng chuyển cho Israel lô vũ khí gồm 1.800 quả bom 900kg và 1.700 quả bom nặng hơn 200kg do lo ngại về kế hoạch tấn công Rafah, nơi hơn 1 triệu dân thường Palestine đang ẩn náu. Israel nhiều lần tuyên bố sẽ mở chiến dịch quy mô lớn vào Rafah để nhổ tận gốc lực lượng Hamas, bất chấp áp lực và những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế. Tel Aviv hôm 7 tháng 5 điều xe tăng tới khu vực phía đông Rafah, kiểm soát cửa khẩu cùng tên ở dải Gaza nối với Ai Cập. Tuy nhiên, khi được hỏi về hành động của Israel ở Rafah, Tổng thống Biden cho biết quân đội Israel chưa tiến đến các khu vực tập trung dân cư. Cùng ngày, tại phiên điều trần ở Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố quyết định hoãn chuyển giao đạn dược có trọng tài lớn vì tin rằng một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel vào thành phố Rafah sẽ gây nguy hiểm cho dân thường ở dải Gaza. General Brown, is that right?